Trong lịch sử gia tộc Targaryen từng xuất hiện rất nhiều công chúa. Dù đôi khi có vài cô bướng bỉnh và cá tính, nhưng những cô công chúa tóc trắng, mắt tím của gia tộc Targaryen từ lâu vẫn là một biểu tượng của sự cao quý. Tuy nhiên, có một cô công chúa Targaryen đã chơi lớn tới mức lựa chọn từ bỏ thân phận công chúa cành vàng lá ngọc để đi làm gái lầu xanh vì đam mê. Gia tộc Rồng, chuyện chưa kể kỳ này sẽ đem đến cho các bạn câu chuyện về Serah Targaryen, một cô công chúa đầy thị phi, chúa tể drama và scandal đời đầu, người đã sinh ra Huge Hammer, một trong số những hạt giống rồng của nữ hoàng Targaryen mà chúng ta đã được chiêm ngưỡng trong mùa 2 của bộ phim Gia tộc Rồng. Câu chuyện mà bắp tôi sẽ kể dưới đây về cô công chúa Serah này là phiên bản gốc trong tiểu thuyết. Các bộ sẽ thấy có đôi chút thay đổi trong bản phim do HBO chuyển thể. Những thay đổi này đã được bắp tôi phân tích trong video phân tích tập 7 của mùa 2 Gia tộc Rồng. Nào, giờ thì chúng ta hãy đến với câu chuyện về nàng Serah Targaryen trong Gia tộc Rồng, chuyện chưa kể kỳ. Công chúa Serah Targaryen sinh ra vào năm 67 AC, là người con thứ 9 của vua Jaehaerys Targaryen với hoàng hậu Alyson Targaryen, là em gái của Balon Can Đảm và như vậy là cô của hai anh em Viserys và Jaemon trên phim Gia tộc Rồng. Serah được mô tả là có nhan sắc vô cùng xinh đẹp. Không chỉ đẹp, Serah còn rất thông minh và can đảm, không thua kém gì những anh em trai của mình. Tính cách của Serah được mô tả là nóng nảy, luôn đòi hỏi và rất bướng bỉnh. Khi tập nói, từ đầu tiên mà cô biết nói là từ không, rất to và rõ ràng. Đây cũng là từ mà cô dùng thường xuyên và liên tục nhất trong những năm tháng sau này. Cô là đứa trẻ khóc to nhất mỗi khi đòi mẹ và thường xuyên nổi cơn thịnh nộ rất nhanh ngay khi có điều gì đó không hài lòng. Serah là một đứa trẻ luôn muốn được làm tâm điểm của sự chú ý. Với sự thông minh và nhan sắc của mình, Serah rất nhanh chóng học được cách tận dụng những lợi thế đó để có được thứ mình muốn. Ngay cả cha cô và các anh em trai cũng thường xuyên không thể nào khước từ những đòi hỏi của cô. Các anh em trai thường rất thích thú với mấy trò nghịch ngợm tinh quái của Serah. Dù vậy thì các chị em gái của cô lại không ưa cô cho lắm. Người thì ghen tị, người thì xa lánh với nhiều mức độ khác nhau. Đến năm 2 tuổi thì ngoài từ không, cô bắt đầu có thêm một từ thương hiệu nữa mà cô dùng thường xuyên và liên tục. Đó là ngay lập tức. Cô luôn biết chính xác mình muốn gì và luôn đòi hỏi phải được thỏa mãn ngay lập tức. Mặc dù với thân phận là công chúa của mình, cô luôn luôn có được thứ mình muốn, nhưng với cô không bao giờ là đủ. Đến tận năm 4 tuổi cô mới chịu cai sữa. Thầy Tubox từng kể lại rằng, vào năm 12 tuổi, điều ước của Serah là cô muốn mình trở thành người con duy nhất của ba mẹ. Dù vậy, trong gia đình, với vị trí là người con thứ 9, thì địa vị và đòi hỏi của cô thường bị xếp sau những anh chị của cô. Điều này càng làm tăng thêm bản tính đố kỵ, ham muốn sự chú ý và luôn đòi hỏi của cô. Cô thường xuyên bày những trò tinh nghịch từ khi còn rất nhỏ, như thả mèo hoang hay ong vào giường và bồn tắm của các chị em mình. Năm 7 tuổi, Serah đã thường xuyên lẻn trốn vào bếp và làm đủ trò quậy phá trong đó. Vào năm 10 tuổi, cô đã đột nhập vào tháp vệ vương, ăn trộm toàn bộ những chiếc áo choàng trắng của các vệ vương đang được cất giữ ở đó, rồi nhuộm tất cả thành màu hường lãng mạn. Chưa tròn 11 tuổi, cô đã bị bắt vì tội cố gắng ăn trộm rượu của hoàng gia. Đến năm 12 tuổi thì cô đã thường xuyên trong tình trạng say xỉn. Một trong số những nạn nhân trêu chọc ưa thích của Serah là Tom Turnip, tên hề trong hoàng cung. Có một lần trong một buổi lễ có rất nhiều lãnh chúa lớn tham dự, cô yêu cầu tên hề này phải trình diễn trong trạng thái khỏa thân. Một lần khác, cô nói với tên hề rằng nếu hắn có thể trèo lên ngồi trên ngai sắt, hắn sẽ được làm vua. Tên hề bị ép phải trèo lên ngai sắt nhiều lần và trượt ngã nhiều lần tới mức những thanh kiếm trên ngai sắt cứa vào chân và tay làm hắn bị thương nghiêm trọng. Nhiều lần khác, những trò đùa tai quái của cô khiến Tom bị thương. Các bà sơ phục vụ cô thường nói cô là một đứa trẻ của quỷ. Đến năm 13 tuổi, cô đã thay 12 bà sơ và cũng tầm đó là người hầu vì không ai chịu nổi tính khí của cô. Vào năm 14 tuổi, cô nói với cha rằng cô muốn trở thành một hoàng hậu như mẹ của mình bằng cách lấy một vị vua, có thể là hoàng tử xứ Ron hoặc vua phía bên kia bức tường cũng ok.
Nhưng mà khi cô nghe nói có một thương nhân tới từ quần đảo mùa hạ, dù còn chưa kịp nhìn xem mặt mũi anh ta ra sao, cô đã lập tức khẳng định mình muốn cưới anh ta. Nhưng đến năm 15 tuổi, cô lại một lần nữa quay xe. Việc quái gì phải lấy chồng ở đâu khi mà ở ngay tại hoàng cung cô có thể ngủ với bất cứ lãnh chúa, hiệp sĩ hay thậm chí cả lính gác hay người hầu nào mà cô muốn. Cô nhanh chóng kết thân với một nhóm gồm Jonathan Munton, người thừa kế của Madden Pool, Roy Conanton, lãnh chúa của thành tổ Đại Bàng, và hiệp sĩ Braxton Beesbury, người thừa kế Honey Holt, và hai cô bạn gái thân thiết là Brian Moore và Alice Turnberry, và họ thường xuyên làm mấy trò khùng điên cùng với nhau. Dù hoàng hậu Alison cực lực phản đối đám bạn này của cô con gái, nhưng vua Jay Harris thì cho rằng mấy đứa con trai này nếu Sarah muốn kết hôn với một ai trong số đó thì cũng ok, chả vấn đề gì cả. Và khẳng định rằng chơi một nhóm đông như vậy mà không đi lễ với ai thì chả sao đâu mà. Hoàng cung cũng đầy rẫy người hầu và lính canh, cận vệ, tụi nó có thể làm được trò gì chứ? Thời gian đã trả lời rằng ông đã đánh giá quá thấp bảy báo con này. Vào năm 84 AC, những tiếng la hét quá lớn đến từ một nhà thổ tên là Ngọc Trai Xanh đã khiến hai người lính gác thành chú ý. Khi họ tới kiểm tra, họ phát hiện ra chủ nhân của những tiếng la hét đó là tên là Tom Turnip. Tom đang cố gắng một cách tuyệt vọng bò lê lết cố thoát ra giữa một vòng vây xấu ả gái điếm đang khỏa thân nhảy múa, trong khi đám ba đứa bạn trai của Sarah cười đến quên cả trời đất và la hét trong tình trạng phê quắc cần câu. Khi Munton thừa nhận rằng trận nghịch ngợm này là xuất phát ý tưởng của Sarah, nhóm này đã bị dẫn đến trước ngai sắt trình diện vua Jay Harris. Đến đây có lẽ ý thức được mình vừa mới đưa mồm đi chơi hơi xa, ba tên bạn trai không dám hó hé câu nào và bị tống thẳng vào ngục. Hoàng hậu Alison thì tinh tế hơn, bà nhớ ngay đến hai đứa con gái cùng chơi thân trong nhóm này. Bà cũng đủ thông minh để nhận ra rằng một cuộc tra hỏi trước ngai sắt sẽ thu được ít thông tin hơn một cuộc gặp riêng. Và trong cuộc gặp riêng với hoàng hậu, hai đứa bạn gái trong nhóm đã sợ chết khiếp và đã khai với hoàng hậu Alison. Câu chuyện là hai đứa con gái cùng với Sarah đã từng có một màn tập hôn. Lúc đầu thì cũng có mặc quần áo mà sau đó thì không mặc gì luôn. Hôn nhau chán chê thì mấy đứa con gái bắt đầu muốn tăng độ khó trong game và thách nhau hôn một đứa con trai thử thiệt. Thì Sarah tuyên bố tao sẽ hôn hẳn một thằng đàn ông luôn chứ con trai đã là gì. Sarah nhớ ngay đến Braxton Eastbury có CV khá xịn sò khi từng có một đứa con hoang với một ả gái điếm. Còn ai thích hợp hơn được nữa. Và rồi không chỉ Eastbury, cả ba thằng con trai trong nhóm đều được trưng dụng tối đa. Với sự dạy dỗ tận tình của thầy giáo Beesbury, nhóm bạn đã ngày đêm học tập cùng nhau vô cùng chăm chỉ và sung sướng. Sau khi được hoàng hậu kể lại về những lời thú tội đó, vua Jay Harris lập tức triệu tập các người hầu khác đến để tiếp tục điều tra. Rồi cuối cùng gọi Sarah đến ngai sắt trả hỏi. Nữ hoàng Alison đã mở đầu thẳng thắn luôn là bà đã nhận được thông tin rằng Alice Turnberry, một đứa con gái trong nhóm, đã mang thai. Sau một màn loanh quanh chối tội kêu oan các thứ các kiểu, cuối cùng thì Sarah cũng phải khai hết. Phải mất tới một giờ đồng hồ để cô kể hết mấy trò bệnh hoạn mà nhóm mình đã nghĩ ra. Tới khi cô hoàn tất màn thú tội, vua Jay Harris cũng cạn lời luôn. Giờ muốn bắt vạ cũng chịu, chỉ còn cách tìm người đổ vỏ mà thôi. Nhà vua hỏi cô, trong số ba đứa con trai trong nhóm, đứa nào là đứa lấy đi lần đầu tiên của cô? Nhà vua hy vọng ít nhất thì cũng phải bắt vạ được một thằng rể chứ. Sarah trả lời hồn nhiên rằng, ôi cha ơi, mấy thằng đần đó đứa nào cũng nghĩ mình là người đầu tiên hết á. Sarah cũng đồng ý rằng mình sẽ kết hôn, nhưng mà cô bày tỏ rằng mình khá hoang mang không biết ai là người cô khoái nhất trong ba người. Và cho tới khi cô tuyên bố rằng tốt nhất là để cô lấy cả ba người, giống như ngày xưa Aegon nhà chinh phạt và Maegor tàn bạo cũng lấy nhiều vợ đó thôi. Thì đó là lúc mà vua Jay Harris chịu hết nổi và lên cơn tam bành. Lấy Aegon nhà chinh phạt ra để so sánh đã là quá đáng lắm rồi. Cô nàng còn muốn học là Maegor tàn bạo, người đã khiến cả vương quốc khốn khổ, và chính Jay Harris cũng đang phải dành cả đời sắp mặt đi dọn dẹp cái mớ hậu quả của Maegor gây ra đây. Vua Jay Harris đã cấm túc Sarah trong phòng ngủ và phải mất đến 3 lính canh mới có thể lôi cô vào phòng. Vua Jay Harris và hoàng hậu Alison dành nguyên ngày hôm sau để thảo luận với thầy Tubox và đại học sĩ Alisha về việc phải xử lý cái đứa con gái ngỗ nghịch này thế nào đây. Vua Jay Harris vừa thẹn vừa giận đã liên tục nhắc đi nhắc lại là ông không có cái loại con gái mất dạy như vậy. Hoàng hậu Alison đã phải cố gắng thuyết phục nhờ vua hãy bình tĩnh để cố gắng dạy dỗ lại con gái mình. Bà nói rằng những thằng lãnh chúa cứng đầu chống đối mà ông còn có thể thuyết phục được, chẳng lẽ con gái mình mà ông lại bỏ cuộc hay sao? Chỉ có những lời này của hoàng hậu mới làm vua Jay Harris suy nghĩ lại. Ông đã nói rằng ông sẽ sẵn lòng tha thứ cho cô con gái ngỗ nghịch của mình nếu từ giờ nó chịu nghe lời. Nhưng làm gì cái chuyện game dễ thế. Sarah rõ ràng là không thích ngồi yên chờ ông bố sắp đặt số phận cho mình.
Ngay đêm đó, Sarah đã trốn thoát khỏi phòng ngủ của mình và đột nhập hổ rồng, tính chơi một con rồng bay đi phượt chơi. Cô bị những người huấn luyện rồng bắt giữ và giao nộp lại cho vua Jay Harris. Nhà vua đã quyết định tống cô vào ngục và cắt cử riêng John Kildrock, người vệ sĩ riêng của hoàng hậu Alison, túc trực canh giữ cô cả ngày lẫn đêm. Năm thành viên còn lại trong nhóm bạn thân của Sarah cũng không thoát khỏi bị trừng phạt. Vua Jay Harris đưa ra những hình phạt vô cùng tàn nhẫn. Họ sẽ bị cắt lưỡi để không thể đi bếp xếp về công chúa, cắt mũi, đánh gãy tay chân và sống cuộc đời còn lại như những kẻ tàn phế. Sir Braston Beesbury yêu cầu xét xử bằng quyết đấu. Anh ta được chấp thuận và bất ngờ chưa, đích thân vua Jay Harris đã đứng ra nhận kèo quyết đấu. Sarah bị buộc phải theo dõi trận chiến từ cửa sổ buồng giam của mình, chứng kiến cha mình xiên chết người bạn và cũng là tình nhân của mình. Khoảng 2 tuần sau, Sarah được đưa đến Old Town và giao cho thất diện giáo. Và chị gái của cô là Meagle, đang là một nữ tu ở đây, được giao nhiệm vụ quản thúc cô. Vua Jay Harris tuyên bố rằng cô sẽ trở thành một nữ tu câm lặng. Tuy nhiên, ý đồ của ông thì chỉ là hy vọng những ngày tháng tu hành nghiêm khắc và khổ hạnh có thể chấn chỉnh lại tính cách nổi loạn, ngỗ nghịch và dâm đãng của cô con gái này. Chứ ông thực sự không có ý định bắt con gái mình hoàn toàn trở thành một bà sơ. Tuy nhiên, Sarah không thèm quan tâm bố mình tính toán gì trong đầu. Sau một năm rưỡi ăn chay, cạo đầu, tắm nước lạnh và ăn đòn một khi mắc lỗi, vào năm 85 AC, cô một lần nữa trốn thoát, đánh ngất một nữ tu già trên con đường tẩu thoát. Lãnh chúa High Tower đã cho người tìm kiếm từng ngôi nhà tại Old Town nhưng không thể bắt lại được cô. Cô cũng không trở về Sít Thành, nên Jay Harris chỉ còn cách yêu cầu những người quen cũ của Sarah cung cấp thông tin về cô nếu cô có liên lạc với một trong số họ. Sarah đã tìm cách lên được một con tàu tới Leeds. Tại đây cô làm việc trong một nhà chứa, nhưng thế thì chưa đủ vui. Cô còn bán bộ thất diện giáo tới mức đóng vai là một nữ tu sĩ, một trinh nữ của thần linh sẵn sàng phục vụ các khách làng chơi qua đường. Mấy cái trò cosplay kiểu này là hot lắm, anh em xem phim nhiều chắc sẽ hiểu ha. Nửa năm sau thì tin tức về Sarah mới bay về tới triều đình. Trong khi hoàng hậu Alison khóc lóc và nói rằng tụi Liz đã biến con gái bà thành một con điếm, thì vua Jay Harris nói rằng nó vốn dĩ lúc nào chả là điếm. Vua Jay Harris đã từ mặt con gái mình và cấm hoàng hậu Alison thư từ liên lạc gì với cô ta. Nhưng hoàng hậu đã bỏ ngoài tai lệnh cấm của nhà vua, vẫn thuê người để ý và cung cấp thông tin về Sarah cho bà. Sau cái chết của ba người con gái của mình là Alyssa, Della và Vesera, chỉ trong 5 năm, hoàng hậu Alison có lẽ đã quá đau khổ và đã xin vua Jay Harris cho phép Sarah trở về. Nhà vua từ chối, nói rằng mình không bao giờ muốn nghe nhắc đến cái tên đó một lần nào nữa, và một lần nữa cấm Alison tìm Sarah. Hoàng hậu vẫn cố gắng viết thư cho cô con gái của mình, nhưng Sarah chẳng bao giờ trả lời một bức thư nào. Sarah lúc này tuy nhiều tai tiếng nhưng đã trở nên rất giàu có. Cô rời Leeds để tới Volantis và trở thành chủ của một nhà chứa vô cùng nổi tiếng tại đây. Thì với đặc thù nghề nghiệp như vậy, việc Sarah có những đứa con hoang là chuyện bình thường như mặt trời mọc. Không chỉ có Hugh, Sarah sở hữu một bộ sưu tập con hoang đồ sộ với nhiều màu da, nhiều quốc tịch khác nhau tới mức có lẽ cô cũng chả nhớ hết được. Thậm chí khi Jay Harris triệu tập đại hội đồng năm 101 AC để chọn ra người kế vị, đã có tới 3 đứa con hoang của Sarah, mỗi đứa một cha và mang một quốc tịch khác nhau, đã trở về King's Landing và đòi quyền thừa kế. Tuy vậy thì bản thân Sarah lại không thiết tha đến việc trở về đòi quyền thừa kế. Cô nói rằng mình đã có một vương quốc của riêng mình tại Volantis rồi. Vào những năm tháng cuối đời của vua Jay Harris, hẳn các bộ còn nhớ Alison Hightower thường xuyên làm nhiệm vụ đọc sách cho nhà vua nghe. Vua Jay Harris thường xuyên nhầm lẫn Alison với cô con gái Sarah của mình. Cho tới khi gần lìa xa cõi đời, ông trở nên chắc chắn rằng Alison chính là Sarah đã trở về với ông từ phía bên kia biển hẹp. Sarah Targaryen chắc chắn đã sống một cuộc đời hạnh phúc và không hối hận, trốn thoát khỏi cuộc đời của một cô công chúa bị ràng buộc bởi quy tắc và lễ giáo vốn dĩ hoàn toàn không hợp với cá tính và đam mê của mình để làm bất cứ điều gì mình muốn. Gái ngoan thì lên thiên đàng, còn gái hư thì có thể đi bất cứ đâu. Câu nói này có lẽ hoàn toàn chính xác với lựa chọn của Sarah. Đối với cá nhân bắp tôi không có ý định phán xét cuộc đời của Sarah, mà cái tôi mong muốn là một phần phim spin-off về cuộc đời của cô công chúa này. Có quá nhiều câu hỏi vẫn chưa được giải đáp, chẳng hạn như nhóm bạn kia học cái gì với nhau, hay là mấy cái trò mà cô nghĩ ra ở mấy nhà chứa định tới mức nào. Câu chuyện về cuộc đời và sự nghiệp của cô công chúa Sarah Targaryen đến đây là kết thúc. Video tiếp theo các bộ muốn bắp tôi sẽ làm về nhân vật hay câu chuyện nào trong thế giới gia tộc rồng, để bắp cân nhắc lựa chọn và ra những video tiếp theo nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.